Hello, xin chào cô chú anh chị và đến buổi ngày hôm nay có lên bộ mẹ con anh gút cho chú anh chị. Bộ mẹ con anh gút nha. Con này con được 3 tháng rồi chú anh chị. Đây, con còn rất ú rất lực, rất mè bò đó chú anh chị. Con là con cái nha, con cái kem nha. Rất mè bò luôn chú anh chị ơi. Con bò này rất là ú nha. Mẹ rất hóa sữa luôn chú anh chị. Đít dai nè. Hết nào không? Bỏ nấu luôn nha. Đây. Con mẹ đây. Con mẹ sẽ lên chính rồi chú anh chị. Con mẹ sẽ mập chính luôn nha. Đây. Mặt mẹ rất là đẹp cho chú anh chị. Một màu đỏ lông rất là đẹp luôn nha. Bò lông da nó nhuyễn cho chú anh chị. Chân trước đây. Chân sau đây. Bóng sò hết cho chú anh chị. Bò này bao tật lỗi nha, không có ốp xe, không chú cúng ruộng vết nha. Con bò này bốn vú đều của chú anh chị. Đây. Đúng đây. Yếm đây. Con bò này sau xương khui em đo là 1m3 của chú anh chị. Giữa lưng nó khoảng 1m25 nha. Rất là tài dài rồi của chú đây. Rất dài đồ lông dài rất là nhuyễn nha. Cái này là dính phân nha, em kỵ ra nha, chứ không có bị sờ mâu như chú anh chị. Khỏi lo nha, em bao nha, bò này bao tật lỗi nha. Đây, nó bị sờ mâu em kỵ ra nè. Còn chưa hết nè, thấy còn dính mấy lớp nữa của chú anh chị thấy không? Dính đây nè. Nè, em kỵ chưa hết là chủ nhà sửa đi bằng công ty của chú anh chị. Rồi chăm bò nó cũng không có kỹ để nó nằm ở dính thân nè. Bò này em bao tật lỗi nha. Nếu cô chú anh chị nào có mua là lên, nếu mà có bị sờ mông gì biết gì đó thì em sẽ chở về nha. Bao chú anh chị mình nha. Mà trước cô chú anh chị nào có mua thì mình cũng phải xem test chúng tôi cho kỹ nha. Chứ để nếu em để em chở lên rồi em chở về tốn tiền xe cũng tội nghiệp cho em nha cô chú anh chị. Rất là tốt luôn nha con mẹ. Con mẹ rất là dài đòn cô chú anh chị. Đồng dài rất là nhuyễn, rất là đẹp luôn nha. Con này, con đúng lúc cô chú anh chị ơi. Của con được 3 tháng rồi nha. Con mẹ cấy vô được 20 ngày của chú anh chị. Mẹ cấy mới 20 ngày nha. Con nè. Bình gực khỏi đói của chú anh chị. Kem nha, kem cái nha. Bộ mẹ con này có mức giá là 25 triệu nha chú anh chị, 25 triệu. 25 triệu em bao. Em bao ship cũng trồng 100 cây số nha. 25 triệu em bao ship trồng 100 cây nha. Còn nếu cô chú anh chị nào mua lẻ ra em tách ra em cũng bán luôn nha. Mua nguyên bộ em cũng bán nguyên bộ luôn nha. Thì bò có đẻ rồi thì em chế hành cho chú anh chị mình vòng 3 tháng nha. 3 tháng nếu có lòi hay lú gì thì em sẽ chở bò về. Thì tiền sẽ hoàn đầy đủ cho chú anh chị mình nha. Nếu tách ra là con mẹ nó là 18 triệu còn con là 17 triệu nha cô chú anh chị. Tách ra thì em không có bao ship nha, vô đã được không? Đấy. Em tách ra em không có bao ship luôn chú anh chị. Nếu tách ra là con mẹ là 18 triệu. Con mẹ lông da rất là nhuyễn của chú anh chị ơi. Thì cái dòng anh gút thì chú anh chị đã biết là nó đẻ nó rất là má sữa nha, rất là tốt nha. Bò này chân máu là hoàn thiện nha, không có ốp xe, không có chú cúng ruộng hết nha. Bò này làm bao tật lỗi nha. Nói chung thì nó ôm con thì con mẹ nó cũng không có mập dữ nha. Nhưng mà được cái là nó rất mát sữa của chú anh chị, rất là tốt luôn. Bò anh gút đuôi là lệch phạt luôn nha. Lông da rất là nhuyễn của chú anh chị. Này. Tách ra thì con này là con nó là 7 triệu nha, còn con mẹ là 18 triệu của chú anh chị. Mà em không có bao nha, không bao ship nha. Còn mua nguyên bộ thì 25 triệu em bao ship vòng 100 cái số thôi chú anh chị. Rồi nãy giờ cũng như đã cập nhật thông tin cũng như hình ảnh của bộ mẹ con này rồi. Nếu cô chú anh chị nào cảm thấy thích mua gì phát triển kinh tế thì alo em nha, số điện thoại để trên màn hình. Đến đây thì em cũng xin kết thúc video tại đây. Em xin đăng ngay kính chào. Thì hẹn lại những video tiếp theo nha.